Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái phương pháp kiếm lợi nhuận từ việc nắm giữ cái token NPXS này ở trên sàn Binance. Đấy, thì mình sẽ giới thiệu thông qua một chút về cái token của thằng này nhá. Hiện tại thì token NPXS đang có xếp hạng là 41 trên tổng số các cái token ở trên coin cái MakerCap này. Giá trị của nó là 0.002 USD tại thời điểm mà mình giới thiệu nhá. Đấy, vốn giao dịch của nó rất là lớn, các bạn lên tới 16 triệu USD trong 24 giờ. Đấy, tổng cung là lên tới 280 tỷ NPXS. Một cái số lượng tổng cung rất là lớn. Đấy, và khối lượng giao dịch của cái token này cũng rất là mạnh ở trên các cái sàn giao dịch này. Các bạn có thể tham khảo cái phương tiện truyền thông của nó để biết được những cái cập nhật cũng như là những cái lộ trình của dự án team và phát triển của cái token này nhé. Đấy, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhận cái token kép từ thằng từ việc các bạn nắm giữ cái NPXS ở trên sàn Binance. Tại sao mà mình lại nói là lãi suất kép? Lãi suất kép tức là khi các bạn nắm giữ cái token NPXS này, các bạn sẽ nhận được lãi suất hàng tháng, tức là 7% 7% tổng số cái số lượng token mà các bạn nắm giữ. Hơn nữa là khi mà giá trị của cái token NPXS này tăng lên thì các bạn sẽ nhận cái tài sản của bạn cũng sẽ tăng lên, và như vậy thì các bạn sẽ nhận được lãi suất kép. Ok, ở đây thì cái sàn Binance ấy nó đã ra thông báo cách đây khá là lâu rồi, và nó sẽ phân phát lãi suất 7% một tháng cho tới tháng 12 năm 2018, và tháng tiếp theo nó sẽ giảm xuống còn 2%. Này, hiểu nôm na là khi các bạn nắm giữ khoảng tầm 100 triệu giá trị của cái token NPXS này thì các bạn mỗi tháng các bạn sẽ nhận được 7 triệu này, và dần giảm dần còn 2 triệu này. Đấy, và giảm dần xuống còn là 800.000. Ok, hiểu nôm na và đơn giản là như thế. Ở đây thì mình cũng đã trải nghiệm và nắm giữ, trước khi mà mình giới thiệu video đến cho các bạn thì mình cũng đã phải test thử và mua cái token này. Ở đây mình nắm giữ 500.000 token. Ở đây thì mình sẽ tính cho các bạn này. Ok, ví dụ như khi chúng ta nắm giữ 500.000 token. 500.000 token nhé các bạn. 500.000 token với lãi suất là 7% một tháng, chúng ta sẽ nhận được là 35.000 token mỗi tháng, và nhân với cái giá trị tại thời điểm hiện tại này 0.002. Ok, chúng ta sẽ nhận được 70 đô cho một tháng. Như vậy là lãi suất khá là tốt. Và hơn nữa thì khi mà giá trị của token tăng lên thì chúng ta sẽ nhận được rất rất nhiều tiền. Đấy, tất nhiên sẽ không tránh khỏi những cái rủi ro là khi cái giá trị của token nó giảm đi rất là nhiều lần, thì cái đấy thì chúng ta, nếu như các bạn nào tham khảo và quyết định đầu tư thì chúng ta phải biết được những cái rủi ro cũng như là những cái cơ hội mà chúng ta có. Đấy, hiện tại thì các bạn có thể nắm giữ cái token NPXS này ở Binance hoặc là ví MetaWallet thì đều có thể nhận được lãi suất hàng tháng. Đấy, thì mình giới thiệu cho các bạn cách để có thể hiểu được là các bạn, mình giới thiệu cái cách các bạn nắm giữ cái token này ở trên coin trên sàn Binance để có thể nhận được mã thông báo hàng tháng này, và nó sẽ giảm dần theo thời gian, và đến nó sẽ kết thúc vào 31 tháng 12 năm 2020. Thời gian phân phối của nó rất là lâu nha các bạn. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu xong, hướng dẫn xong cho các bạn về cái phương pháp nắm giữ cái token NPXS để có thể nhận được lãi suất và tăng thêm, gia tăng cái tài sản của chúng ta. Nếu bạn nào có thể yêu thích cái token này cũng như là có sự tin tưởng của cái token này thì có thể tham gia cái chương trình nhận thưởng từ thằng này. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với channel của Tiểu Sư Phụ. Hãy nhớ để lại một like, đăng ký, chia sẻ, comment ý kiến đóng góp của các bạn để giúp cho channel phát triển hơn nữa. Xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.